da Hoco dành cho máy tính bảng iPad Air 2. Trước mắt các bạn là sản phẩm bao da Hoco màu đen. Sản phẩm này đã được bán ở USCom với giá 580.000 đồng. Sản phẩm này cũng khá là đa dạng về màu sắc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua về chiếc bao da này. Dòng Hoco nhựa dẻo thì dòng Hoco này lưng lại được thiết kế bằng da cứng, chất liệu da thì rất là đẹp, miễn chê. Mặt trước có in logo của hãng. Chúng ta có thể dựng bao da bằng cách gập nắp bao da lại, bao da sẽ đứng như thế này, tiện cho các bạn có thể lướt web, đọc báo, xem phim, hoặc bao da có thể nằm ngang. Khi các bạn mua bao da Hoco chính hãng tại Webcom, các bạn sẽ được tặng kèm một sim 3G của Vinaphone trị giá 295.000 đồng. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, có thể qua trực tiếp showroom Webcom 14 Thái Hà mới hoặc truy cập vào website webcom.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.